Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Cay Nghiệt Mẹ Kế của tác giả Lê Duy. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi vờ như không biết việc gì vừa xảy ra. Tôi ngồi vào sofa, mẹ kế khôn khéo đuổi tôi. Hôm nay nhà ngoại mẹ có việc, mẹ đang sắp sửa về ngoại. Hay con về rồi khi khác đến gặp ba cũng được. Giờ mẹ phải khóa cửa đi đây. Tôi nhìn bà nói. Mẹ sao lại mặc áo đàn ông à? Bà ta luống cuống. À, mẹ ở nhà nên mặc tạm áo của ba con dọn dẹp cho rộng rãi thoải mái. Tôi lấy điện thoại gọi cho ba. Alo, ba à, mấy giờ ba về ạ? Ba tôi trả lời. Hôm nay ba phải tăng ca, chắc về muộn con ạ. Con có chuyện muốn nói với ba gấp. Không được đâu con, ba còn bận lắm. Nói xong bà cúp máy luôn. Tôi quay lại nói với mẹ kế. Mẹ ạ, nếu mẹ đi sang ngoại cũng được. Có con ở lại trông nhà cho mẹ. Mẹ cứ an tâm mà đi, không lại trễ giờ. Tôi đang ép mẹ kế vào thế bế tắc. Khi con giáp thứ 13 còn trốn trong nhà tắm, tôi bước về phía nhà vệ sinh, mẹ kế lớn tiếng. Không được, nhà vệ sinh mới bị chập điện, con không được vào đó, nguy hiểm lắm. Tôi cười, nhà vệ sinh bị chập điện hả mẹ? Sao mẹ không nói với con cũng đã học qua ngành điện mà, ở công ty con kiêm tất cả điện nước đấy mẹ. Mẹ kế chạy vội giang hai tay trước cửa phòng vệ sinh. Không được, con là con gái, mẹ không để cho con làm việc này đâu. Việc này là của đàn ông, mà mẹ đã gọi thợ điện rồi. Họ hẹn mẹ lúc sang ngoại về sẽ đến sửa ngay. Dọa nạt được mẹ kế, trong lòng tôi vui lắm. Nghe bà ta nói vậy tôi lấn tới. Mẹ cứ để con, đây là nghề của con mà. Giọng bà ta cương quyết. Việc này không phải việc của con. Con nên nhớ cái nhà này là của ba mẹ sinh ra mẹ, tặng cho mẹ. Ba con không có quyền sở hữu nghe chưa? Nhà của mẹ, mẹ muốn nhờ ai là quyền của mẹ. Con đến đây cũng chỉ là khách. Thôi, dù sao thì tôi cũng đã chụp được toàn cảnh ái ân của mẹ kế với người đàn ông lạ. Chứng cứ còn đây, mẹ có chối cũng không được. Lão đàn ông nín thở trốn trong nhà tắm tới gần 2 tiếng đồng hồ. Mẹ kế sốt ruột. Con về đi, để mẹ khóa cửa sang ngoại không trễ mất. Tôi ra về, hẹn mai lại đến. Mẹ kế tinh danh. Mai ba con đi làm, mẹ lại có việc bên ngoại, để khi khác đi con. Tuy hôm nay chưa gặp được ba, nhưng tôi cũng đã khám phá được một bí mật tày trời. Có một sự thật đã được phơi bày, là chính đứa con trai mẹ kế sinh ra, nó không phải là em của tôi. Đứa con mà ba tôi đã rất mực nuông chiều, ba hy vọng vào bé nhiều lắm. Ba tự hào với bạn bè rằng, ba đã có đứa con trai nối dõi. Sau khi về già đã có nơi nương tựa, ba luôn gọi bé là cục cưng. Nếu điều này tôi cho ba biết, chắc ba không chịu nổi áp lực kinh khủng này mà sinh ra ốm đau bệnh tật. Bây giờ tôi phải khéo léo làm sao cho ba vượt qua được cú sốc ghê gớm này. Nếu ba vì việc đó mà xảy ra việc gì thì tôi hối hận lắm. Dù sao đi nữa, ba cũng là ba của tôi. Tôi chào mẹ kế ra về. Mặt mẹ kế vui như hội, bà như vừa trải qua một nạn sinh tử. Về đến công ty, tôi đem việc tôi vừa chứng kiến ra nói cho mẹ tôi nghe. Mẹ ngồi lặng một lúc lâu, bà mới trả lời tôi. Mẹ với ba con bây giờ không bằng người dưng nước lã nữa. Con có nói với mẹ, mẹ cũng chỉ biết vậy thôi. Trước đây ông ta bội bạc làm chi, giờ phải nhận cái kết bi thảm. Âu cũng tại mình cả đấy. Mình là mình chịu, kêu ai bây giờ. Đêm hôm ấy tôi trăn trở cả đêm. Hết nghĩ về khu vườn nội tôi bị ba bán đi mất, lại nghĩ về ba. Không biết đời ba rồi sẽ đi đâu về đâu. Nếu mẹ tôi đồng ý, tôi sẽ đưa ba về sống chung với mẹ với tôi. Tôi sẽ cố gắng làm lụng, kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cho ba mẹ. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của riêng tôi. Còn ba thì sao? Làm sao tôi biết được? Trời còn chưa sáng rõ mặt người tôi đã dậy, thơ thẩn trước cửa phòng. Lòng rối như tơ vò.
đợi cho trời sáng hẳn, tôi đi làm cho vơi đi phần nào những âu lo chán nản trong tâm trí. Và tôi quyết định tối nay tôi sẽ đến gặp ba. Việc đầu tiên tôi cần hỏi ba là ai đã đồng ý làm giấy tờ cho ba bán mảnh vườn của nội. Việc thứ hai là tôi vẫn chưa quyết định vì sợ ba bị sốc, mà đột quỵ thì tôi lại trở thành đứa con bất hiếu với ba. Ngày hôm đó tôi mong sao cho thời gian trôi thật nhanh để tôi đi gặp. Trời vừa nhọ mặt người, tôi đã ăn vội bữa tối rồi dắt chiếc xe gắn máy đi đến nhà ba. Mẹ tôi thấy tôi sắp sửa ra đi, mẹ hỏi: "Con đi đâu vậy?" Tôi không nói dối mẹ: "Dạ, con đi đến nhà ba." Mẹ không can tôi, mẹ nhắc: "Đi nhanh mà về con ạ. Trời đã trở sang đông, lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm, không lại bị nhiễm lạnh đấy." Tôi ôm lấy mẹ, hôn lên vầng trán của mẹ, rồi lên xe đi đến nhà ba. Vừa đến nơi tôi thấy một đám người rất đông đang đứng trước cửa nhà ba. Mọi người nhao nhao ầm ĩ. Ba tôi đi làm vừa về đến cửa nhà bị tai nạn giao thông, đã đưa đi bệnh viện. Tôi vội vã quay xe tới viện với ba. Ba tôi nằm ở ca cấp cứu nên người nhà không được vào thăm. Tôi lo cho ba lắm. Hai hàng nước mắt tôi lăn dài trên gò má, lòng cầu khẩn cho ba được tai qua nạn khỏi. Sau một giờ cấp cứu, ba tỉnh lại bình thường. Tôi được bác sĩ cho vào thăm ba. Thấy tôi, ba không nói gì. Ba chỉ hỏi mẹ kế: "Em có đưa con trai đi cùng không? Cho anh gặp con với." Mẹ kế đưa thằng bé vào. Ba đưa tay vuốt nhẹ vào đôi má nó. "Cục cưng cũng lên thăm ba à? Ba không sao. Mai ba lại về chơi với cục cưng thôi." Nghe ba nói tôi thương ba lắm. Suốt đời ba tần tảo đi làm nuôi con cho người khác. Ba gửi hết hy vọng vào thằng con hoang của mẹ kế mà ba vẫn không biết gì. Đến bây giờ ba vẫn chỉ coi tôi là kẻ xa lạ. Ba vẫn không thương đứa con máu mủ ruột thịt của mình. Thật tội nghiệp cho ba tôi. Nghĩ vậy tôi muốn nổi loạn, mặt la toáng lên rằng: "Thằng bé không phải là con đẻ của ba hãy tỉnh lại đi, đừng bị con quỷ cái mê hoặc." Nhưng bây giờ ba bị tai nạn, còn phải nằm điều trị. Tôi không thể nói lên sự thật. Mụ mẹ kế chạy lăng xăng sang hành lang nhắn tin cho tình nhân, mồm cười tủm tỉm: "Bà ta đã không còn coi ba ra gì nữa rồi." Tôi với tay lấy nước cho ba. Tôi hỏi ba: "Có đau lắm không ba?" Ba vẫn không trả lời tôi. Trong lòng ba không còn có tôi nữa rồi. Mụ mẹ kế tay cầm điện thoại bước lại bên tôi nói: "Ba con chắc còn phải ở lại bệnh viện điều trị mấy ngày nữa. Con ở lại nuôi ba thay mẹ. Mẹ không thể bỏ nhà qua đêm ở đây với ba được. Giờ mẹ phải về nhà. Nhà giữa phố bỏ vắng, an tâm sao được." Nói vậy bà ta dắt thằng con ra cửa, không nói gì thêm với ba tôi nữa. Những đêm ba nằm viện là những đêm bà ta được ân ái với tình nhân, hả hê và mãn nguyện. Còn tôi thui thủi một mình ở viện nuôi ba. Tôi rút điện thoại ra, gọi cho mẹ tôi biết tôi ở lại bệnh viện nuôi ba. Lúc đó Thế Hải vừa sang phòng của mẹ. Hôm nay anh Hải đi làm, tình cờ gặp mẹ tôi. Anh chủ động làm quen mẹ. Tối nay chắc anh sang phòng mẹ. Để được tiếp cận với tôi, anh hỏi mẹ: "Bác trai bị tai nạn có nặng lắm không ạ?" Bác chỉ nghe qua Linh Lan nói, chỉ bị xây sát ít phần mềm thôi. Ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Chắc mai xuất viện thôi cháu. Thế Hải phóng xe lên viện thăm ba tôi. Gặp anh tôi ngạc nhiên lắm. "Chào Linh Lan." Tôi hỏi: "Anh đi nuôi người bệnh sao ạ?" Thế Hải cúi mặt ngượng ngùng, hai tai đỏ tía: "À không, tôi đến thăm ba Linh Lan." "Thăm ba tôi?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Nhưng dù sao giữa lúc này anh đến thăm ba cũng quý hóa lắm rồi. Anh bước vào phòng ba nằm. Anh ân cần hỏi han ba rất chi tiết. Tôi không ngờ khi nói chuyện với gái anh bẽn lẽn nhút nhát vậy. Nhưng khi nói chuyện với ba, anh tỏ ra một người từng trải. Anh hiểu biết từng chi tiết nhỏ về y học. Nó nằm ngoài chuyên môn của anh. Tôi ngạc nhiên hẳn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về anh với chiều hướng khác. Anh xém màn cho ba, rồi bước ra hành lang tiếp cận tôi. Tôi chủ động lên tiếng: "Làm sao anh biết ba tôi bị tai nạn?" Anh ngập ngừng chưa tìm ra câu nói hợp lý. Anh gãi gãi mang tai. Tôi tiếp lời: "Cảm ơn anh đã đến thăm ba." Tôi bắt tay anh. Bàn tay anh run run nóng hổi. Anh ấp úng mãi mới thốt ra được một lời:
Tôi muốn được làm bạn với em. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta là bạn của nhau nha anh. Anh cười hồn nhiên, tay mân mê điện thoại, mắt hướng về phía tôi. Linh Lan, thật lòng anh đã yêu em ngay từ cái nhìn ban đầu. Yêu ư? Sao nhanh vậy? Khi tôi chưa hiểu gì về anh, tôi giãi bày. Sự thật ta chưa hiểu gì về nhau. Tôi cảm ơn anh thời gian qua đã tặng hoa cho tôi mỗi sáng. Cả đêm hôm ấy, hai đứa tôi ngồi ngoài ban công chờ cho trời sáng. Anh kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của anh, nhất là thời thơ ấu. Tôi cũng cho anh biết về cuộc đời đắng cay của tôi. Chúng tôi đang dịch dần về phía nhau, gần gũi hơn, hiểu về nhau nhiều hơn. Trời vừa sáng, anh chào tôi rồi trở về công ty. Đến giờ làm việc, tôi lên gặp bác sĩ. Bác sĩ khuyên tôi: cô để ông lại vài hôm nữa, chúng tôi điều trị vết thương cho ông, rồi hãy đưa ông về. Tôi giả vờ quay về nhà ba, lấy thêm quần áo cho ba. Nhưng tôi đã mua sẵn chiếc camera nhỏ xíu. Ý tôi muốn đặt theo dõi mẹ kế, coi có điều gì khuất tất trong vụ tai nạn của ba tôi không. Vừa về đến cửa nhà ba, mẹ kế đã ra mở cửa. Bà niềm nở: con đã về. Mẹ nóng ruột trông tin của ba quá. Vào nhà đi con, rồi nói cho mẹ biết tình hình sức khỏe của ba cho mẹ nghe con. Dạ, để con đi ăn sáng đã mẹ. Bà ta đòn đả: thôi, để mẹ nấu tô mì, con ăn tạm nha. Tôi muốn bà ta vào bếp làm mì để có cơ hội đặt camera vào nơi thuận lợi nhất, nên vui vẻ nhận lời. Bà ta đi rồi, tôi nhanh tay đặt camera vào phía chân giường ba tôi, tại một góc khuất khó phát hiện nhất. Xong việc, tôi lấy điện thoại giả vờ bác sĩ gọi tôi đến viện ngay. Tôi nói với mẹ kế: bác sĩ gọi con phải đến viện ngay mẹ ạ. Mì mẹ đã làm xong, vào ăn cho nóng rồi lên viện con. Tôi có đói đến chết cũng không bao giờ ăn mì của bà ta nấu. Lúc này tôi hết sức cảnh giác bà ta. Bà tôi đã sa vào cái bẫy của bà ta rồi. Còn mình tôi phải giữ thân tôi chứ. Tôi phóng xe về bệnh viện, rồi đi mua đồ ăn sáng cho bà. Xong tôi mở điện thoại theo dõi camera ở nhà mẹ kế. Cảnh nhà mẹ kế hiện lên trên điện thoại. Bà ta vừa chở thằng bé đi nhà trẻ về. Bà lại giường nằm, lăn đi lăn lại nhiều lần. Lúc lúc lại đưa tay lên ngực mân mê cái bầu ngực căng tròn, lúc lại đưa tay gãi gãi vào hai bên đùi. Tôi nhìn rất khó chịu. Bỗng cánh cửa tự nhiên mở, người đàn ông hôm trước bước vào. Mẹ kế vừa như đang ngủ, lão đàn ông bước lại ngồi bên mẹ kế. Hắn vuốt nhẹ vài sợi tóc vương vãi trên khuôn mặt dâm đãng của bà, rồi đưa tay nhẹ nhẹ lần trên thân thể bà. Mẹ kế ngồi bật dậy nhìn lão âu yếm: thế giới này chỉ có anh là sướng nhất. Chiếm được vợ người ta, lại được cả con nữa. Chắc kiếp trước anh tu tâm chính quả, nên kiếp này mới được ông trời ban cho hậu hĩnh vậy. Sao chỉ cái việc nhỏ tí mà cũng không làm nổi. Thật hổ thẹn. Anh không cho hắn về chầu ông bà ông bài đi. Cứ để hắn vẫn nhờ nhơ sống trước mặt chúng ta. Thật mất cả tự do. Nếu anh không ra tay được, thì để em vậy. Lão đàn ông thận trọng nói: em nghĩ còn cạn lắm. Muốn tận dụng hết sức châu ngựa của hắn, phải làm theo kế hoạch người thợ săn và con chó. Anh nói vậy nghĩa ra làm sao? Nói rõ em nghe nào. Cứ mập mờ ai mà hiểu. Như này nhá, muốn tận dụng hết công năng của con chó. Trong mùa săn thú, người thợ săn cho con chó ăn uống thật no nê, mơn trớn hắn, để hắn hết lòng trung thành với chủ của hắn, mà đem hết sức mình ra phục vụ chủ. Khi mãn mùa đi săn, người thợ săn thịt luôn con chó của mình, lấy thịt đưa vào thực đơn cho bữa nhậu của lão ta. Lão không dạy gì nuôi con chó, ngồi không của lão được. Thế là thú rừng lão cũng thu được rất bội. Mà qua mùa săn, lão cũng không phải nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi, vô tích sự nữa. Ý anh là bây giờ chúng ta chưa nên ra tay bây giờ với hắn sao? Còn có hắn làm sao chúng ta tự do qua lại được với nhau? Cứ để hết mùa săn, con chó trở thành kẻ vô dụng. Lúc ấy thì thịt đưa lên bàn nhậu, thế là xong. Anh quả là đa mưu túc kế, không hổ danh là kẻ ăn trộm tình. Lão ta cười tít mắt, choàng tay ôm gọn mẹ kế vào lòng. Mẹ kế rụi rụi đầu mình vào ngực lão ta thỏ thẻ: thế mà em cứ tưởng hôm trước hắn bị tai nạn là do anh làm. Anh không ngu thế đâu cưng ạ. Hại hắn ngay bây giờ không có gì lợi cho chúng ta đâu. Còn muốn cho hắn tiêu đời thì quá dễ. Chỉ cần nhấn chân ga
là cả người hắn lẫn xe chui ngay vào gầm. Thế là hết đời thằng ngu ngay. Xong việc đền mạng mấy trăm triệu là xong. Mà số tiền đó mình cũng có mất đi đâu. Cuối cùng tiền của ta vẫn vào bao ta. Sao lại không mất tiền? Mình phải đền mạng chứ anh. Tất nhiên là đền mạng. Nhưng số tiền đền mạng cho hắn là em nhận chứ ai vào đây nữa. Thế có phải tiền ta vẫn là của ta không nào? Mẹ kế đắc ý ôm ghì lấy cổ lão ta mà hôn lấy hôn để. Cưng như Gia Cát Khổng Minh tái thế, khó ai sánh bằng. Tôi tức lộn ruột khi nghe đôi dâm phu gian phụ bản kế hại ba tôi, nhưng tôi vội trấn an tâm lý ngay để còn theo dõi tiếp. Tiếp theo là cảnh ái ân của họ. Thật ra cảnh này tôi không muốn theo dõi, nhưng sợ có tình tiết gì họ mưu sự để hại ba tôi, vô tình bị bỏ qua thì nguy hiểm cho ba tôi lắm. Nằm trên bụng mẹ kế, lão ta tò mò. Anh so với lão chồng ngu đần của em ai hơn nào? Hơn cái gì mới được chứ? Sức khỏe, kỹ năng và sự dẻo dai. Tất nhiên là anh hơn lão ta mọi mặt rồi, lại còn tham lam nữa. Ông thợ săn của em ạ. Lão đàn ông thủ thỉ dùng tình cảm khai thác, khéo léo những bí mật của bà ta. Số tiền bán khu vườn ở quê em đã dùng vào việc gì rồi? Mẹ kế không giấu hắn một điều gì hết. Bà ta phơi hết sự thật cho lão ta. Được mấy trăm triệu, thằng chồng em tính mua đất kinh doanh. Nhưng em nghĩ nếu mua đất lại phải đứng tên hai vợ chồng. Sau này ly hôn, lão ta vẫn có phần tài sản trong đó. Nên đành thôi, em trao vào ngân hàng lãi lời không được bao nhiêu. Nhưng giấy tờ đứng tên em, lão ta có cầm sổ lên ngân hàng rút tiền cũng không ai cho rút. Anh thấy em làm thế có được không? Lão nhân tình khoái chí, vô thức vỗ mạnh mông vào mẹ kế, làm bà ta đau điếng. Giỏi, giỏi lắm. Nếu đem ra so sánh, em cũng không thua kém Võ Tắc Thiên thời Đường. Mẹ kế réo vào tai lão ta. Chỉ được cái giỏi nịnh, cứ nói chuyện bỏ dở việc làm người ta nóng mãi chết đi này. Mẹ kế kéo đầu lão ta vào hai quả bưởi căng phòng của bà. Nhưng lão gian phu vẫn có điều muốn tò mò khai thác thêm mẹ kế. Lão gỡ tay mẹ kế ra nói. Số tiền em gửi ngân hàng cứ để đó. Khi có kế hoạch tùng xảo thằng ngu kia, rút về đưa lại cho anh. Không được, anh lấy để làm gì? Này nhé, khi vụ tai nạn đã sắp xếp được thực hiện hoàn hảo, lúc đó pháp luật sẽ vào cuộc. Tất nhiên chết người thì phải đền mạng. Công an người ta phải đứng ra quản lý thực thi pháp luật. Khi đó kẻ được đòi tiền đền mạng là em, người đứng ra đền mạng lại là anh. Trước mặt công an anh cầm số tiền em rút trên ngân hàng đưa cho em, nói đó là tiền đền bù thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông. Vậy có được không? Mẹ kế băn khoăn. Nhưng còn nhưng gì nữa, nhất trí vậy đi em. Tôi nghe lão ta nói rõ từng câu rất thâm độc. Lão định lấy tiền bán đất của nhà ba tôi đền mạng cho ba. Thế lão được cả con lẫn vợ, giết người không phải bỏ tiền đền mạng. Một âm mưu quá xảo quyệt. Lão ta dứt lời rồi lao vào mẹ kế, tiếp tục công việc ái ân đang dang dở của mình. Tôi lưu lại đoạn video vừa rồi. Và ngồi bên ba, lòng tôi lo lắng trăm chiều. Khi ba khỏe, tôi đem chuyện này nói cho ba biết. Liệu ba có tin tôi không? Nếu đưa video đó cho ba coi, ba có nghĩ video do mình cắt ghép để hại mẹ kế không? Và nếu tin vào tôi, ba tôi có vượt qua nổi cơn sốc khủng khiếp này không? Tôi đang suy nghĩ miên man thì Thế Hải bước vào. Thế Hải, anh không đi làm sao? Hôm nay anh được nghỉ, tiện lên thăm bác. Em có cấm anh không đấy? Thế Hải nhìn tôi cười rất gần gũi. Khi tôi gần Thế Hải, tôi ít để tâm vào câu nói của anh, mà nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt của anh nhiều hơn. Anh không hoạt ngôn như nhiều cậu trai trẻ khác, lại có tính nhát gái nữa. Nhưng trong tâm anh, tôi có thể đoán được anh đã yêu tôi. Trái tim tôi vẫn chưa mảy may lay động vì anh. Bề ngoài anh tỏ ra nhút nhát với tôi, nhưng trong công việc, anh là người nhanh nhẹn, thông minh và quyết đoán. Những buổi hội họp hay liên hoan của công ty, anh đứng trước cả ngàn người phát biểu rất hùng biện, tự tin và mạnh mẽ. Chỉ tội cái bệnh nhát gái, nên đã 27 tuổi rồi, vẫn độc thân. Mấy hôm sau, ba tôi xuất viện, đã đến lúc tôi phải nói cho ba biết sự thật về mẹ kế, để ba còn có cách phòng thân. Ba về sống chung với mẹ kế, tính mạng ba khó mà bảo toàn. Nhưng liệu ba biết được chuyện đau lòng này ba có bị sốc không? Ba có tin tôi nói là sự thật
hay ba nghĩ tôi ghét mẹ kế nên vẽ chuyện hại bà ta. Nhưng ba muốn sao đi chăng nữa thì tôi vẫn phải nói ra sự thật. Tôi ngồi dịch lại gần ba thỏ thẻ. Ba, con có chuyện này muốn nói với ba. Lại chuyện gì nữa, nay ba khỏe rồi. Con về mà lo việc công ty, bỏ bê mãi không được đâu con. Việc này quan trọng lắm ba à? Trên đời này việc gì lại không quan trọng, do con người cả thôi. Cho to thì chuyện thành to, nói nhỏ thì chuyện sẽ nhỏ. Nhưng nó liên quan đến tính mệnh của ba. Ừ thì con nói xem nào. Nhưng ba phải thật bình tĩnh ba nhé, ba không được nóng nảy, ba phải kìm nén bản thân, con sợ. Ừ thì cứ nói cho ba nghe đi, ba không sao đâu. Tôi đem video của mẹ kế và lão tình nhân đang ái ân, họ bàn mưu tính kế hại ba. Ba coi xong sắc mặt ba vẫn không đổi sắc, ba nói. Việc này là việc đời tư của ba, con đừng chen vào. Tôi ngỡ người khi thấy thái độ của ba thản nhiên như không có điều gì xảy ra. Hai ba đang bí tắc mà đành mặc cho số phận trôi nổi đến đâu hay đến đó. Chỉ biết hôm nay không cần nghĩ tới ngày mai. Tôi biết ba bây giờ tứ cố vô thân. Ngay một gian lều lấy chỗ chui vào chui ra ba cũng không có. Tôi bàn với ba. Ba à, hai ba về ở với con. Con sẽ phụng dưỡng ba cho trọn đạo làm con. Ba đã nói rồi, việc này là việc của ba, con đừng tham gia vào. Tôi im lặng, không biết nói gì thuyết phục được ba lúc này nữa. Tôi lo cho ba lắm, không biết ba có giữ nổi tính mạng của mình không, khi ba vẫn còn sống với mụ mẹ kế độc ác kia và lão tình nhân nham hiểm của mụ ta. Ba xua tay nói với tôi. Con về đi, đừng lo gì cho ba cả. Ba tự biết mà. Tôi chào ba, quay xe ra về. Tôi lao vào công việc. Mọi bận rộn cuốn tôi vào quên lãng. Bỗng một ngày tôi nhận được cuộc gọi của ba. Alo, Linh Lan à? Con nhanh về giúp ba với. Cuộc điện thoại chỉ có mấy câu ngắn ngủi vậy thôi. Thế là ba cúp máy. Tôi nghĩ dại. Hay là ba đã bị người ta làm hại mà gọi cho tôi gấp vậy? Nếu mụ mẹ kế và lão tình nhân dám hại ba, tôi sẽ đi báo công an. Mọi vật chứng tôi còn giữ trong lại cả trong video. Tôi vội vàng phóng xe gấp về nhà ba. Tôi tự mở cửa vào nhà. Tôi thấy mẹ kế đang ngồi rũ rượi khóc lóc than trời kêu đất. Còn ba tôi cứ hết đi ra cửa lại quay vào nhà vẻ lo lắng lắm. Tôi nhìn thấy ba tôi vẫn an toàn. Tôi vui lắm. Ba, ba có việc gì mà ba gọi cho con gấp thế? Ba nói với tôi giọng buồn lắm. Linh Lan ơi, hôm qua thằng bé đi trẻ bị mất tích rồi, ba lo quá. Ba đã báo cảnh sát chưa? Rồi, cảnh sát trích xuất camera, thấy một kẻ lạ mặt đến đón thằng bé ngay sau giờ tan trường. Đã có tin gì từ cảnh sát chưa ba? Vẫn chưa, ba gọi con đến cùng ba đi tìm thằng bé. Tôi chụp cái hình thằng bé treo trên tường, up ngay lên mạng, kêu gọi cộng đồng mạng ai thấy thằng bé ở đâu xin báo về số điện thoại. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Ba và tôi mỗi người chia ra mỗi hướng tìm thằng bé. Sau 6 ngày đi tìm cật lực, tôi cùng ba không thu được kết quả gì. Ngay một dấu vết hay một thông tin nhỏ về thằng bé cũng không ai hay biết. Đang vẫn biệt vô âm tín thì có cuộc gọi từ cảnh sát tới. Alo, anh là ba bé Quân phải không ạ? Dạ phải phải, tôi là ba cháu đây ạ. Chúng tôi đã tìm được cháu, anh lên đồn cảnh sát huyện nhận cháu nghe. Ba tôi mừng quính vội vàng đi ngay. Tôi cũng theo ba lên đồn nhận bé. Khi ba vừa vào đến cửa đồn công an, tôi đã thấy mấy đồng chí công an đang đứng đợi ba ở cửa. Ba chạy vội vào định gặp thằng bé. Mấy đồng chí công an ngăn ngay ba lại. Họ đọc lệnh bắt ba khẩn cấp. Tôi không hiểu ra làm sao nữa. Tại sao ba tôi lại bị bắt? Ba với tôi đi tìm thằng bé mấy ngày trời. Ba sốt ruột lo lắng cho thằng con cưng của ba thế. Sao bỗng chốc ba thành tội phạm nhỉ? Tôi nghĩ có điều gì khuất tất trong vụ này. Ba bị khóa số 8 còng hai tay. Ba luôn mồm kêu oan. Tại sao lại bắt tôi? Chẳng lẽ các anh nghi tôi là tội phạm trong vụ bắt cóc con trai tôi hay sao? Đồng chí công an đưa ba vào phòng làm việc. Tôi bước theo ba, vừa bước vào phòng, thấy hai kẻ bắt cóc thằng bé đã bị cảnh sát khóa tay ngồi sẵn trước đồng chí cảnh sát đang hỏi cung bọn chúng. Một đồng chí bảo ba ngồi xuống bên hai tên bắt cóc. Tôi hỏi đồng chí trực ban. Đồng chí cho tôi biết sao lại bắt ba tôi. Cô muốn biết thì hãy chờ sau ít phút nữa mọi việc sẽ rõ ràng.
Tôi ngồi ngoài phòng tiếp dân chờ đợi, lòng nóng như lửa đốt. Chắc ba mình bị oan thôi, hay bọn bắt cóc kia bịa đặt khai ba là đồng bọn của chúng. Tôi thấp thỏm chờ đợi. Chỉ sau một giờ đồng hồ, đồng chí cảnh sát cho tôi biết. Ba cô đã nhận, ông là người đã thuê hai tên bắt cóc thằng bé. Tôi không tin vào sự thật nữa, sao lại thế nhỉ? Không thể nào. Ba lại hồ đồ như thế. Khi tôi cho ba coi video tôi ghi lại ở phòng mẹ kế, bà ta và lão tình nhân của bà bàn kế hại ba. Ba cũng không có động thái gì. Lúc đó tôi còn nghĩ ba nhu nhược, hay vì yêu mẹ kế mù quáng mà ba cho qua hết mọi chuyện. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra một điều mà xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng, dò được lòng sông lòng biển, chứ ai không dò hết được lòng người. Tôi biết làm gì giúp ba lúc này, khi ba đã vướng vào vòng lao lý. Tôi xin vào gặp ba, trước khi người ta đưa ba đi về trại giam. Tôi hỏi ba. Sao ba lại làm thế ba? Nếu có gì oan sai, ba cho con biết con sẽ giúp ba. Ba chỉ nói với tôi một câu thay cho lời tạm biệt. Con về đi, ba không sao đâu. Tôi không hiểu nổi cái câu nói của ba lúc này. Ba không sao đâu, nghĩa là ba sẽ ngoại phạm, hay ba chỉ bị tội nhẹ thôi. Hay ba nghĩ, ba đã làm thì ba phải chịu. Tôi có lo cho ba cũng không giải quyết được gì trong lúc này. Tôi đang nghĩ liên miên, lòng tôi như xé ra hàng trăm mảnh. Ba tôi đã vào tù, không biết bao giờ ba được hoàn lương về với tôi. Mẹ kế cùng lão bồ đèo nhau lên nhận con. Thấy tôi, bà ta nói, còn hắc cẩu này, mày lập kế cho ba mày bắt cóc con trai của tao phải không? Tôi oan ức nên không kiệm lời nữa. Bà định gắp lửa bỏ tay người sao, con quỷ cái? Bà ta nổi tam bành lên lao vào đánh tôi. Lão bồ giữ lấy hai tay tôi, cho bà bấu xé, hết đấm lại đá vào người tôi. Tôi cố gỡ tay lão bồ mong chạy thoát thân, nhưng hai bàn tay xù xì gân guốc của lão khóa chặt hai tay tôi. Tôi bất lực kêu cứu. Cứu tôi với, có người hành hung. Lúc đó có đồng chí công an chạy lại kịp thời can bà ta ra. Tôi mới thoát được trận đòn oan của bà. Đúng, mẹ kế tôi là một con quỷ cái đội lốt người ngay trước cửa đồn cảnh sát mà bà ta còn dám đánh người. Bà ta thật không coi pháp luật ra gì nữa. Tôi ý định đưa lên trình cảnh sát về đoạn video mẹ kế và lão bồ bàn mưu định hại ba tôi. Nhưng nghĩ lại, bây giờ ba tôi đã là tội phạm bắt cóc trẻ em, nên tốt nhất hãy ngừng làm việc này, đợi lúc có cơ hội. Tôi về đem chuyện nói với Thế Hải, anh động viên tôi. Để ít hôm nữa, anh đi cùng Lan lên trại thăm ba, coi vụ này có bàn tay mẹ kế đứng phía sau hay không. Tôi thầm cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, đến gia đình tôi. Thấy Thế Hải qua lại với tôi, cậu Quang sinh ra ghen ghét. Mỗi lúc gặp tôi, Quang tỏ ra rất khó chịu, hay dùng ngôn ngữ khiếm nhã chỉ trích tôi. Người đẹp nay đã có thằng phỗng được nâng khăn sửa túi rồi. Tôi không ngờ em lại nhận lời yêu một thằng đần vô tích sự. Tôi không chịu đáp trả. Quang không có quyền gì mà chen vào việc đời tư của tôi. Quang đã vi phạm quyền tự do cá nhân của tôi rồi đó. Quang cười đều giả. Chắc thằng ấy hơn anh cả sự bảnh trai và tài hoa, nên chiếm được trái tim nàng. Tôi và Thế Hải chỉ là bạn, và là bạn hay là người yêu cũng không liên quan gì đến Quang. Quang tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa. Từ hôm đó về sau, Quang có thành kiến với tôi. Tôi cũng không dạy gì mà gây gổ với cậu trai trẻ này làm gì, khi tôi bề bộn đầy những lo nghĩ trong đầu óc. Một hôm tôi cùng Thế Hải lên trại thăm ba tôi về, bỗng nghe tin khách hàng ăn tại nhà hàng tôi đang quản lý bị ngộ độc thức ăn. Tôi lo thót tim. Tôi chạy vội đến nhà hàng gặp chị nhân viên. Chị ta nói với tôi, khách bị ngộ độc thức ăn đã được đưa vào bệnh viện, mẹ nuôi cô đang ở bệnh viện. Thôi chết rồi, sáng nay tôi là người kiểm tra thực phẩm cơ mà, phần này trách nhiệm thuộc về tôi rồi. Mà khách ở đây toàn người cao tuổi, không biết có thiệt hại về tính mạng không. Tôi cùng Thế Hải một mạch phóng xe lên viện gấp. Vừa đến cửa bệnh viện, tôi gặp mẹ nuôi, bà nói với tôi, rất may mọi người được cứu kịp thời nên không bị thiệt hại đến tính mạng. Tôi thở phào. Mẹ à, sáng nay con là người kiểm tra thực phẩm, con thấy không có gì, sao lại gây ra ngộ độc là làm sao cơ chứ? Mẹ đã báo công an vào cuộc, con cứ an tâm. Tôi không dám nghĩ thẳng Quang hại tôi, nhưng sáng nay tôi đã kiểm tra thực phẩm rất cẩn thận, sao lại có điều này xảy ra cơ chứ? Hay có bàn tay kẻ nào muốn phá tôi,
nên đã bỏ độc dược vào thức ăn hại tôi. Kể từ hôm đó, nhà hàng tôi quản lý tạm thời đóng cửa để công an vào cuộc điều tra. Mẹ nuôi tôi bàn với tôi: bây giờ con tạm thời nghỉ việc, chờ kết quả điều tra của cảnh sát, mẹ sẽ sắp xếp công việc sau cho con. Đang khi nghỉ việc, tôi lên trại giam thăm ba tôi. Ba đang trong thời kỳ tạm giam nên việc gặp ba cũng không có gì khó khăn cả. Tôi tò mò hỏi ba thật chi tiết: ba ơi, sao ba lại thuê người bắt cóc thằng bé? Bé vô tội mà ba. Có điều gì còn uẩn khuất, ba nói cho con biết đi. Biết đâu con có thể giúp được ba. Ba tôi trầm ngâm trong giây phút, rồi chậm rãi nói với tôi: thật ra, ba đã biết thằng bé không phải là máu thịt của ba trước khi ba xem video của con ghi được bí mật của mẹ kế. Nhưng ba không còn lối thoát nữa. Vườn đất của ông cha để lại, ba đã bán cho người ta mất rồi. Làm gì còn nơi đâu mà về nữa. Nhưng tại sao ba lại thuê người bắt cóc thằng bé? Ba làm việc đó nhằm mục đích gì? Ba quá hồ đồ, thằng bé nó làm gì nên tội cơ chứ? Ba ngửa mặt nhìn lơ đãng ra mông lung, như muốn né câu hỏi của tôi, nhưng tôi vẫn không chịu. Ba nói đi, tại sao? Ý ba là bắt thằng bé để thằng bồ mẹ kế phải đi tìm, vì thằng bé là máu thịt của hắn, lẽ nào hắn lại làm ngơ? Cơ hội đó cũng lòi mặt chim chuột bấy lâu của mẹ kế và hắn ta. Nhân chuyện này ba tuyên bố với hắn để hắn bỏ ngay chuyện vụng trộm với mẹ kế. Giờ nghĩ lại ba mới hối hận. Thằng bồ hắn vẫn vô tâm không thèm tìm kiếm con hắn, còn ba thì vướng vào pháp luật. Thế ba bán vườn của nội rồi, bàn thờ bát nhang của tổ tiên ba để ở đâu? Ba vò đầu mình rồi thủng thẳng đáp: bát nhang gia tiên ba đã đưa về nhà mẹ kế bấy lâu, nay bà đã bị bắt, nhà chỉ còn mình con. Con tạo điều kiện qua lại hương khói cho nội con nhé. Nghe ba nói vậy, tôi từ trại giam phóng một mạch về nhà mẹ kế. Vừa đến cửa, tôi lên tiếng gọi: mẹ ơi, mở cửa cho con có tí việc cần gặp mẹ. Lão bồ trong nhà bước ra, theo sau là mẹ kế. Bà ta thấy tôi liền nổi cơn tam bành: con trời đánh thánh vật kia, còn dám vác mặt đến nhà tao nữa à? Ba con nhà mày bày mưu bắt cóc con tao. Tao là đứa biết điều chứ vào kẻ khác thì cái mặt mày nát như tương từ lâu rồi, loại diều tha quạ mổ. Mẹ kế chửi rủa nhưng tôi để ngoài tai. Việc của tôi bây giờ là làm sao xin được cái bát nhang của gia tiên nhà tôi đưa về nhang khói cho các cụ. Tôi hỏi nhẹ: mẹ à, mẹ cho con vào nhà thắp nhang cho nội con ạ. Thằng bồ nhìn mẹ kế cười ti hí: hắn xin vào nhà thắp nhang em ạ. Nhà của vợ chồng mình, ai đi thờ ma đường ma xá mà nhang với khói. Mẹ kế nhìn về phía bô xác thải ven đường chỉ tay: tổ tiên nhà mày tao cho vào sọt xác từ lâu rồi, lại đó mà hương khói. Tôi nhanh chân bước về phía bô xác. Thật đau lòng khi tôi nhìn thấy cái bát nhang của nội tôi đã vỡ làm tư, nằm gọn trong sọt xác. Tôi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ ghép lại, nhưng làm sao mà ghép nổi được khi đã bị vỡ ra nhiều mảnh. Tôi quay xe về nhà đem chuyện nói với mẹ. Mẹ tôi nói: mẹ con mình làm lâu nay góp được ít vốn. Ý mẹ là mẹ con ta về quê xây cho gia tiên một gian nhà để làm nơi thờ cúng. Xây cho nội hả mẹ? Nhưng đất ba bán rồi, làm gì còn đất nữa mà xây. Mình cứ về xây bên đất của nhà ngoại cũng được mà con. Ngày hôm đó tôi cùng mẹ quyết định về quê xây vài gian nhà làm nơi thờ cúng gia tiên. Chẳng mấy chốc tôi đã có mặt ở nhà. Ba gian nhà ngoại đã quá lâu không có người chăm sóc, mái lá siêu vẹo, cỏ hoang mọc kín lối vào nhà. Tôi lại thắp nhang cho ngoại. Bức di ảnh của ngoại nhìn tôi như mừng rỡ như tuổi thân. Tôi thưa với ngoại: ngoại ơi, con là Linh Lan, cháu của ngoại đây ạ. Nay con về thưa với ngoại, xin được xây cho gia tiên vài gian nhà lấy nơi nhang khói qua lại những ngày dỗ Tết. Ngay chiều hôm đó, tôi gọi thợ và tiến hành khởi công. Làm chưa xong nhà thì tôi nhận được cuộc gọi của thằng Quang. Tôi ngạc nhiên, chưa hiểu sự tình ra làm sao mà Quang lại gọi cho mình nhỉ. Tôi bấm máy liên tiếp nhận cuộc gọi. Tiếng Quang văng vẳng: alo, Linh Lan à, em về công ty ngay. Mẹ nuôi của em ốm nặng. Tôi vào dặn dò mẹ ở lại chăm nom xây cất cho xong gian nhà thờ gia tiên, để tôi đi gấp về công ty. Mẹ nuôi tôi đang ốm. Về tới công ty, trời vừa chạng vạng, thành phố đã lên đèn. Những bóng điện xanh đỏ như muôn vì tinh tú đang đua nhau tỏa sáng.
Tôi vội vã vào phòng bảo vệ hỏi: mẹ tôi ốm làm sao ạ? Ông bảo vệ trả lời: tôi nghe đâu bà chủ bị bệnh hiểm nghèo, cô thu xếp đến bệnh viện ung bướu chăm bà. Tôi hốt hoảng phóng xe lên viện. Mẹ nuôi tôi đang chuyển hóa chất. Thằng Quang đứng ngoài hành lang thấy tôi, hắn kêu: ê Linh Lan đây kia mà. Tôi chạy vội lại bên Quang hỏi gấp: mẹ tôi bị bệnh gì vậy Quang? Tôi lo quá. Quang cho tôi biết đi. Thằng Quang nhìn tôi trách móc: mẹ cô bị bệnh hiểm nghèo mà cô bỏ về quê. Thiệt tình tôi không ngờ cô lại có thể vô tâm như thế được. Nhưng khi tôi về quê, mẹ vẫn bình thường cơ mà. Cô thấy đó, bình thường mà phải chạy hóa chất sao? Bà ấy bị khối u vòm họng, bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Sao cô hờ hững vậy? Tôi thấy cô nên im cái miệng của cô lúc này là tốt nhất. Nếu tôi không gọi điện báo cho cô, chắc hết tháng cô mới về công ty chắc. Lúc này tôi không thèm để ý đến những lời trách móc vô lý của thằng Quang nữa. Tôi sốt ruột chờ đợi được gặp mẹ. Sau 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ cho tôi vào gặp mẹ. Mẹ nuôi nhìn tôi, đôi mắt bà như đang cười. Chắc bà mong tôi nhiều lắm. Bà mệt mỏi nói với tôi: Linh Lan à, mẹ mong con mãi, sao bây giờ con mới về với mẹ? Mẹ vào viện đã mấy hôm nay rồi. Mẹ có nhắc thằng Quang gọi cho con, sao con về trễ vậy? Tôi hối hận trong lòng, rồi thanh minh cùng mẹ: mẹ à, con vừa nhận được cuộc gọi của thằng Quang chiều nay. Con đón xe về ngay mà mẹ. À, ra thế Quang nó giấu không gọi cho con đấy. Tôi lên gặp bác sĩ hỏi bệnh tình của mẹ. Vị bác sĩ còn rất trẻ, đeo cặp kính trắng nhìn tôi: cô là gì với bệnh nhân? Dạ tôi là con gái ạ. Tôi nghe người nhà nói bà không có con kia mà. Dạ tôi là con nuôi ạ. À ra thế, này nhé. Mẹ cô bị khối u vòm họng, bệnh đã chuyển vào giai đoạn cuối, hy vọng rất lẻ loi. Cô nên tự trấn an tinh thần để còn lo những việc tiếp theo cho bà. Nghe bác sĩ nói tôi bị một cú sốc ghê gớm. Tôi hỏi bác sĩ còn cách nào giúp được mẹ trong lúc này không. Vị bác sĩ không trả lời tôi, tôi lại hỏi tiếp: bệnh của mẹ tôi liệu các nước tiên tiến có chữa được không ạ? Bác sĩ lắc đầu phân tích cho tôi: bệnh ung thư vòm họng chỉ có thể điều trị dứt điểm ở giai đoạn đầu, rất tiếc bà đã quá muộn. Tôi như người mất hồn khi nghe câu nói đã quá muộn. Rời phòng bác sĩ tôi trở lại với mẹ. Mẹ nuôi chỉ tôi ngồi bên bà dặn tôi: Linh Lan ạ, quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều nữa. Ý mẹ muốn giao công ty cho con điều hành thay mẹ. Bây giờ việc rất gấp, con làm giấy mẹ ký, rồi lên phường xin dấu xác thực. Cổ mẹ đau lắm, không thể nói hết với con được. Hiểu ý mẹ con nhé. Tôi ôm lấy mẹ mà hai hàng nước mắt chảy tràn trên má. Không, mẹ không thể. Con sẽ đưa mẹ đi Mỹ chữa trị. Mẹ sẽ khỏe và điều hành công ty ngày càng phát triển. Con tin vào nghị lực của mẹ. Đôi mắt mẹ nhìn tôi ứa lệ, trên môi nở nhẹ một nụ cười mệt nhọc. Giọng mẹ lạc đi: ông trời đã cho mẹ được gặp con là mẹ vui lắm rồi. Số trời đã định sẵn, con người khó lòng thay đổi được. Nghe mẹ đi làm giấy đi, không chậm mất đó con. Tôi quỳ dưới giường bệnh của mẹ giải bày với mẹ: mẹ ơi, mẹ đã cưu mang con từ đứa trẻ lang thang bất hạnh. Mẹ đưa con về nuôi nấng nên người, cho con được học hành tử tế. Những việc làm của mẹ đã quá tốt với con rồi. Ơn này cả đời con làm sao trả hết được. Nay mẹ có ý giao lại công ty cho con. Mẹ à, con không dám nhận một tài sản khổng lồ vậy đâu mẹ. Mẹ lắc đầu. Nếu con không nhận, tức là con đã đi ngược lại kỳ vọng của mẹ. Con không còn là con của mẹ nữa đâu. Mẹ nói vậy, tôi miễn cưỡng sang phòng bên mượn tạm giấy bút, thảo di chúc theo lời mẹ dặn. Tay mẹ run run ký vào tờ giấy, miệng đứt quãng. Thế là mẹ đã hoàn thành ý nguyện trước lúc ra đi. Đứng ngoài hành lang, thằng Quang thấy tay tôi cầm tờ giấy, hắn nghi ngờ chạy thẳng vào phòng, giật tờ di chúc từ tay tôi. Đưa đây, giấy tờ gì đây? Tôi thật lòng. Đây là di chúc của mẹ đó. Thằng Quang đọc qua rồi xé ngang tờ di chúc không hề do dự, hắn nói. Cô có quyền gì mà đòi hưởng thừa kế của cô tôi? Tôi là cháu ruột của bà ấy đây. Tôi là kẻ thừa hay sao mà đến phần cô? Mẹ nuôi tôi thấy thằng Quang xé bản di chúc, mẹ bất lực nhìn Quang, ú ớ mấy câu rồi ngất lịm. Tôi hốt hoảng gọi bác sĩ đưa mẹ vào phòng cấp cứu, rồi quay lại nói với Quang.
Mẹ tôi mà có làm sao là tại cậu hết đấy. Cậu dám xé bản di chúc trước mặt mẹ khi mẹ đang ốm đau kiệt quệ. Thằng Quang cười thản nhiên, hắn soi mói thêm. Mẹ cô đấy à, nực cười. Thấy người sang bắt quảng làm họ, vậy giấy tờ cơ quan pháp luật xác nhận cô là con nuôi đâu? Nếu cô tôi mà Khánh Kiệt bần cùng, chắc cô đã nhận bà làm mẹ. Mà nói thật lòng nha, khi trước cô nhận lời yêu tôi thì cô được cả hai, làm gì phải đứng đây mà đôi chối mà lý lẽ. Tôi không kìm nổi sự nóng giận nữa, tự phát ra những lời lẽ ngoài mong muốn. Cậu cút đi, thằng vô liêm sỉ. Hắn ngửa mặt lên trời cười như Ngô Giang, tay vê vê điện thoại, tiến sát lại phía tôi, áp mặt vào tai tôi. Cô thương cô tôi hay thương số tài sản khổng lồ của bà ta? Tôi chịu hết nổi, vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái như trời giáng. Mày không còn là người nữa sao? Biến khỏi mắt tao. Cô đuổi tôi. Một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, may được cô tôi cưu mang đã là may mắn lắm rồi, lại còn lên mặt với tôi sao? Đánh nữa đi, tôi đứng đây cho cô đánh đó. Loại chuột đồng lên phố mà tự tin nghĩ mình là quyền lực sẽ cướp được công ty từ anh em họ hàng nhà tôi sao? Bỉ ổi quá. Tôi không đối chối với con quỷ vô tâm tham lam đó nữa, quay vào hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, mẹ tôi có làm sao không ạ? Bà đã tỉnh, nhưng phải đưa bà vào khoa hồi sức tích cực, bà cần được thở máy. Tôi theo y tá đưa mẹ về khoa hồi sức tích cực. Mẹ ra ký hiệu cho tôi, đưa giấy mực mẹ ký và điểm chỉ. Văn bản di chúc tôi tự soạn sau cũng được. Tôi làm theo ý mẹ, nhìn mẹ thoi thóp thở, lòng tôi quặn thắt. Công ơn mẹ đời này làm sao tôi trả hết được. Mẹ không sinh ra tôi, nhưng mẹ đã cứu tôi, cho tôi được sống lần thứ hai trên cõi đời này. Tôi ngồi bên mẹ mà tôi đành bất lực. Không cứu được mẹ, tôi tự dằn vặt lòng mình. Sao ông trời lại bắt mẹ phải chịu tận cùng nỗi khổ của loài người như vậy? Nếu có luật nhân quả, đáng lẽ ra mẹ phải là người hạnh phúc chứ. Mẹ kinh doanh bằng tâm bằng trí, mẹ có lừa gạt ai đâu. Có trời có Phật, sao không nhìn thấy mà cứu lấy mẹ, cứu những người nhân đức như mẹ. Kể từ hôm nay mẹ không ăn uống được gì nữa, mẹ chỉ sống bằng thuốc. Sức khỏe của mẹ càng suy yếu dần, thời gian còn lại của mẹ chỉ tính bằng giây bằng phút. Tôi ngồi trực bên mẹ cả đêm, lòng miên man nghĩ ngợi. Sao người tốt như mẹ mà phải ra đi trong đau thương như vậy nhỉ? Tôi biết lúc này khóc cũng không giải quyết được gì, nhưng hai mắt tôi cứ cay xè, những giọt nước lăn dài trên má. Tôi không hề nghĩ ngợi gì về khối tài sản mà mẹ để lại cả. Còn người là còn của, tiền tài cũng chỉ là phù du mà thôi. Người có thể làm ra của, chứ của làm sao được ra người. Tôi trăn trở mãi cho đến sáng, thằng Quang vẫn lấp ló ngoài cửa. Tuy hắn không vào phòng mẹ nằm, nhưng mọi cử chỉ của tôi hắn theo dõi không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Khoảng sau một giờ đồng hồ, ba thằng Quang cũng có mặt ở bệnh viện. Ông ta vào gặp bác sĩ. Bác sĩ à, tôi mới chính là anh ruột của bệnh nhân. Bác sĩ cho tôi được vào chăm sóc người bệnh ạ. Ở khoa hồi sức tích cực, chỉ được một người nhà vào chăm sóc bệnh nhân, đó là quy định của bệnh viện, vị bác sĩ trả lời. Việc này do gia đình tôi tự sắp xếp, tôi không can vào việc đó. Ông ta lấp ló ngoài cửa, tay vẫy vẫy tôi. Mà lúc đó tôi cũng chưa biết ông là ba của thằng Quang. Tôi bước ra cửa tiếp giáp ông. Ông nói: cô là ai mà vào phòng chăm sóc em gái tôi? Dạ con là con ạ. Em tôi làm gì có con? Cô ra đi cho. Việc chăm sóc là việc của gia đình tôi. Cô có quý em tôi thì có thể qua lại thăm hỏi là đủ lắm rồi. Tôi hết quay lại nhìn mẹ, lại nhìn ông ta. Chẳng lẽ tôi bảo mẹ trong lúc này cho người khác chăm bẵm sao? Lương tâm tôi cắn xé, tôi muốn được ở bên mẹ cho đến hơi thở cuối cùng của mẹ. Nhưng bây giờ tôi biết làm sao. Thôi, đành để ông ta vào thay tôi chăm mẹ. Dù sao ông ta cũng là anh ruột của mẹ mà. Tôi đành ra hành lang ngồi chờ thông tin của mẹ. Đêm hôm đó tôi vẫn ngồi một mình ngoài hành lang chờ tin mẹ cho đến sáng. Khi trời vừa sáng rõ, bác sĩ thấy tôi vẫy tôi lại. Cô vào thay chăm sóc bệnh nhân cho ông ấy. Chăm sóc người bệnh mà ngủ như người chết thì làm sao theo dõi được bệnh nhân? Tôi bước vào phòng mẹ, sực nhìn thấy ông ta nằm trên chiếc giường bên cạnh mẹ. Ngủ khì ngáy vang cả phòng. Tôi bước lại đưa tay đánh thức ông dậy. Ông mơ màng, giơ tay gạt tôi lẩm bẩm.
Cô ra đi thật mất lịch sự, dám đánh thức tôi sao? Tôi nhỏ nhẹ với ông. Dạ bác sĩ nói con vào thay bác chăm sóc bệnh nhân. Giờ bác đi ăn sáng và nghỉ ngơi đi ạ. Ông ta ngồi dậy giơ tay dụi mắt nhìn tôi. Lại vẫn là cô sao? Cô đừng để tôi phải đuổi cổ cô ra khỏi đây nha. Người nhà tôi chúng tôi phải có trách nhiệm. Mà người ngoài như cô sao cứ thích xen vào chuyện của gia đình tôi vậy? Cô ra đi cho tôi nhờ. Tôi đành ra hành lang ngồi tiếp cho hết ngày hôm đó, rồi ngồi chờ tin mẹ qua tiếp đêm thứ hai. Vừa bảnh mắt, vị bác sĩ hôm qua lại vẫy tay gọi tôi. Cô vào mà thay cho ông ấy. Ông ấy vào đây để đi ngủ chứ đâu phải đi chăm sóc bệnh nhân. Tôi nói thật với bác sĩ. Bác sĩ ơi, hôm qua tôi đã nghe lời bác sĩ vào thay chăm sóc mẹ cho ông ta, nhưng ông ấy nhất quyết không nghe. Ông ta nói đây là việc của gia đình ông, không ai được tham gia cả. Thế cô là gì với bệnh nhân? Dạ tôi là con nuôi ạ. Sao lại thế? Con nuôi cũng là người nhà chứ. Sao lại phân biệt vậy? Cô đi với tôi. Tôi đi theo bác sĩ vào phòng mẹ. Tôi bước lại bên mẹ, cất tiếng gọi mẹ. Mẹ không nói được nữa, chỉ còn đôi mắt là hé mở nhìn tôi đắm đuối. Bên kia vị bác sĩ vừa dựng được ông anh của mẹ tỉnh giấc. Ông ra đi cho, đã có người thay ông chăm sóc người bệnh. Ông ta ngáp một cái thật dài, trả lời bác sĩ một câu vuông góc. Ở đây là bệnh viện, nhưng người bệnh lại là em gái ruột của tôi. Việc chăm sóc phải do gia đình tôi tự quyết định. Bác sĩ cứ lo làm việc của bác sĩ đi. Xin đừng can vào việc riêng của gia đình tôi. Chúng tôi cần một người chăm sóc bệnh nhân nhiệt tình, chứ không phải một người chỉ biết ngủ mà không hề quan tâm đến người bệnh. Ông ta giở ly cùn. Thế chăm sóc bệnh nhân là không được ngủ hay sao? Bác sĩ muốn tôi phải thức cả đêm để đi theo người bệnh luôn à? Em tôi biết tôi thương chứ. Gì mà phải nhắc nhở? Bác sĩ nghiêm mặt nói. Ở đây ai là bác sĩ, ông hay là tôi? Nếu ông không ra, tôi sẽ gọi bảo vệ. Ông ta lườm tôi một cái thật dài, rồi chuồn ra khỏi phòng người bệnh. Ngoài hành lang, thằng Quang vẫn nhẫn nại ngồi chờ ba hắn. Thấy ba bước ra, hắn hấp tấp hỏi. Bà ấy sắp đi chưa ba? Mẹ kiếp, kiểu này còn nằm dài, không biết bao giờ mới nghèo nữa đây. Lại cái con chết tiệt vào dành chăm sóc bệnh nhân, chắc đang hy vọng vào tài sản thừa kế đây. Đúng vậy ba ạ, hắn có máu mủ gì mà thương với tiếc, chẳng qua không ngoài mục đích dòm ngó tài sản. Thôi, ba con ta cứ đi ăn sáng no nê đã rồi tính sau. Nhưng nếu bà ta không chết thì phải làm sao ba? Người đó mà không chết thì có mà... Chỉ sợ nằm dài mình không theo nổi vì đuối sức thôi. Ba con thằng Quang cắp nhau đi ăn sáng, rồi quay về dãy ghế đá ở phía hành lang bệnh viện bàn tán. May mà hôm trước con phát hiện ra tờ di chúc, bà ta tặng tài sản cho con Lan, con sẽ toạc luôn. Không thì sau khi bà ta chết, để lại hậu quả rất phiền toái cho ba con mình. Ba thằng Quang ưỡn ngực thể hiện mình là anh trai mẹ đầy quyền lực. Tao còn sống đây, hỏi ai dám vào tranh tài sản. Chỉ có mình bỏ vẳng không chăm sóc, sau này thừa hưởng di sản. Ngại anh em bà con buông lời thị phi thôi. Chứ con bé đó chăm thì càng đỡ mình, có gì phải suy nghĩ. Không biết bao giờ bà ta chết đây, chở mãi còn sốt cả ruột. Thằng Quang gãi gãi cái đầu bù xù của hắn than thở. Trong phòng lúc này mẹ chở bệnh, những cơn đau khủng khiếp đang hành hạ mẹ. Hơi thở mẹ đứt quãng, nhịp tim chậm lại. Bác sĩ đã dùng thuốc giảm đau cho mẹ, vẫn không có hiệu quả. Tôi ôm lấy mẹ, lòng cầu mong một hy vọng nhỏ nhoi. Làm sao cho mẹ kéo dài sự sống thêm được mấy hôm nữa, để tôi được gần mẹ, được chăm sóc mẹ. Nhưng nhìn đôi mắt mẹ nhìn tôi vô thần, tôi thất vọng lắm. Ngoài cửa có tiếng xe cảnh sát, trên xe bước xuống là mấy anh cảnh sát. Họ đang bước vội về hướng nơi ba con thằng Quang đang ngồi. Đến trước mặt ba con thằng Quang, một đồng chí đọc lệnh bắt khẩn cấp. Thằng Quang đã bị tra tay vào còng số 8 vì cái tội cho thuốc diệt cỏ vào đồ ăn của khách ở nhà hàng tôi đang quản lý mấy hôm trước. Việc làm của hắn nhằm trả thù tôi vì tôi không chịu nhận lời yêu hắn. Ba thằng Quang chống chế. Nếu đúng con tôi bỏ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn của khách thì phải có chứng cứ, sao các anh vô cớ bắt người? Một đồng chí cảnh sát phân tích. Nếu bác cần chứng cứ hãy theo chúng tôi về đồn ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ chứng cứ cho bác. Tuy ông ta nói vậy nhưng cũng mặc kệ, không thèm theo cảnh sát về đồn. Vì lúc đó ông ta nghĩ thằng con ông có phải đi tù cũng chỉ mấy tháng,
dài ra đến một năm là cùng. Còn việc quan trọng vẫn là làm sao có được một tài sản cách xù từ em gái ông ta để lại mới là quan trọng. Vì ông có tần tảo cả đời, cũng không thể có được số tài sản đó. Thằng Quang thấy ba mình không có động thái gì, đứng ra bảo vệ cho hắn, hắn tức lộn ruột. Quang nhìn ba trách móc. Ba đứng đó mặc kệ con mình bị bắt oan sao ba? Con cứ theo cảnh sát về đồn, việc đâu sẽ có đó. Ba lo việc này xong sẽ trở về giúp con. Thằng Quang thất vọng về ba hắn, cúi đầu lên xe theo cảnh sát về đồn. Trong giường bệnh, mẹ nuôi tôi đang đau đớn quằn quại. Tôi ngồi bên mẹ nhưng bất lực không giúp được gì cho mẹ vì căn bệnh quái ác mà khoa học hiện đại vẫn còn phải bó tay. Hơi thở của mẹ nhẹ dần rồi tắt lịm. Mẹ nuôi tôi từ đây đã vĩnh viễn xa tôi. Tôi lại mất đi một người mẹ đáng kính. Công ty mất đi một giám đốc tài năng, bao dung và mẫu mực. Tiếp theo là việc làm thủ tục nhận thi thể mẹ. Tuy tôi với danh nghĩa là con nuôi, nhưng trên cơ sở pháp lý vẫn chưa có giấy tờ gì của chính quyền xác nhận. Bệnh viện yêu cầu người thân gần nhất phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương mới được nhận thi thể. Ông Quốc là ba thằng Quang biết rõ điều đó. Ông hớn hở vào ký xác nhận, nhận xác mẹ đưa về mai táng. Nghe tin các nhân viên ở công ty của mẹ cũng có mặt đầy đủ đưa mẹ về nhà làm lễ phúng viếng cho mẹ. Theo phong tục địa phương nơi đây, ai là người được sắp xếp trực vong mẹ, người đó sẽ là người chịu trách nhiệm thờ cúng mẹ. Đồng thời người đó cũng là người được thừa hưởng di sản mà người quá cố để lại. Lễ viếng mẹ được tổ chức tại công ty của mẹ, có đông đủ các bạn bè người thân. Các hội doanh nghiệp trong cả nước đều có mặt đến viếng mẹ. Ông Quốc ba thằng Quang lăng xăng trong bộ áo tang, với cương vị là người thân gần nhất của mẹ, ông được sắp xếp là người trực vong linh mẹ. Tôi lúc này chỉ biết ôm quan tài mẹ mà than khóc. Mẹ ra đi, tôi như con thuyền không bến đỗ, lênh đênh giữa khơi xa. Thôi thế là từ nay tôi không còn mẹ nữa. Nói về ông Quốc ba thằng Quang, ông ta có một lý lịch rất bất hảo. Ông thích lối sống lang thang, xê dịch nay đây mai đó, mà nơi ông thích nhất là những nơi công cộng như bến xe, bến tàu hay rạp hát. Khi còn trẻ, ông hành nghề hai ngón vào loại lão luyện. Ông thường tự nhận mình là thằng nghiện. Nghiện ở đây không phải nghiện bài bạc hay ma túy, mà là nghiện tiền. Cứ có mùi tiền ở đâu là mũi ông thính hơn mũi con cún. Ông còn có cái tính ích kỷ, cứ thấy ai làm ra lắm tiền là ông ghen ghét. Nhưng bản chất quái thai của kẻ du thực như ông lại rất hoạt ngôn khéo léo. Khi tiếp xúc với bất kể đối tượng nào, dù cho kẻ đó là giáo sư hay tiến sĩ cũng phải khen ông ta là người hiền lành. Ông có khuôn mặt rất phúc hậu, ngược lại với bản tính lưu manh của ông. Mẹ nuôi tôi chết đi là một cơ hội lớn cho ông. Ông lo làm đám tang em gái mình mà vui như đám hỉ vậy. Đứng trước tang trường, đông đủ các đoàn thể xã hội anh em thân thuộc. Ông đứng lên phát biểu lời cảm ơn đến các vị có mặt trong lễ tang mẹ nuôi tôi. Tiếng ông sang sảng như chuông, ngôn ngữ thiết tha cảm động, tỏ rõ lòng thành kính và biết ơn đến mọi người. Ai cũng phải tấm tắc khen ngợi các nhân viên trong công ty của mẹ thầm thì. Giám đốc có người anh trai thật quý hóa, phúc đức ba đời để lại. Anh nhìn nét mặt ông ấy coi, như Phật sống ấy, gì mà không hiền lành. Di nguyện của mẹ ngày còn sống mẹ dặn tôi. Sau này mẹ 100 tuổi về với ông bà, con đưa mẹ về quê chôn cất, cạnh lăng mộ ba mẹ của mẹ con nhé. Tôi ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ không bao giờ chết. Mẹ sẽ sống mãi cùng các con, để con còn có cơ hội báo hiếu cho mẹ nữa chứ. Mẹ nhìn tôi cười hiền lành. Ai rồi cũng phải chết cả con ạ. À. Có ai đợi đá mà sống mãi được đâu. Đúng như mẹ nói, ai rồi cũng phải chết cả. Nhưng mẹ nuôi tôi ra đi quá sớm. Mẹ vừa bước qua cái tuổi 50, mẹ còn rất trẻ và xinh đẹp. Công ty của mẹ đang trong thời kỳ hưng thịnh nhất. Mẹ ra đi là một mất mát quá lớn với tôi và những nhân viên công ty do mẹ điều hành. Đến giờ lập phục phát tang, tôi lại nói với ông Quốc. Bác à, khi còn sống mẹ có dặn con là sau này mẹ chết đưa mẹ về chôn cạnh mồ mả ông bà bác ạ. Ông Quốc nhìn tôi hẵng giọng. Thiêu hết, di nguyện gì?
thiêu đưa cho cốt vào chùa là xong, vừa bảo vệ được môi trường lại gọn nhẹ. Và cô nên biết thân biết phận của cô đi, đừng chen vào việc của gia đình tôi. Ngay bên tôi là ông thầy đang phát tang cho người thân của mẹ. Đến lượt tôi, ông Quốc nói với ông thầy: cô đó không phải là thân nhân của em tôi, thầy không được phát tang cho cô ấy. Tôi cúi mặt vừa xấu hổ vừa nhục nhã, thật đau lòng khi một tấc vải để tang đưa mẹ tôi cũng không có. Đã đến giờ đưa mẹ đi hỏa thiêu, tôi ôm lấy quan tài mẹ nức nở. Mẹ ơi, thế là từ nay hết tất cả rồi mẹ ạ. À, công danh sự nghiệp tiền tài đều đã tiêu tan, chỉ còn lòng nhân ái bao dung của mẹ là sống mãi trong con, trong lòng anh em công nhân thôi mẹ. Ông Quốc thấy tôi khóc lóc, ông vùng tay gạt tôi ra ngã quỵ dưới linh sàng mẹ. Anh thấy Hải có mặt trong buổi tang lễ, thấy vậy anh vội đỡ tôi dậy, anh dìu tôi lên xe tang theo linh cữu mẹ đến lò hỏa thiêu. Sau đám tang mẹ, tôi trở về công ty, nơi gian phòng của mẹ con tôi sinh sống bấy lâu. Tôi giật mình khi thấy một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình đang ném đồ đạc của mẹ con tôi ra khỏi nơi ở. Mẹ tôi đang kêu khóc lóc van xin bọn họ. Tôi lao lại ôm lấy mẹ. Sự việc ra làm sao lại thế này đây mẹ? Mẹ tôi nức nở. Con ơi, mẹ làm sao mà biết được? Bọn họ lôi mẹ ra khỏi phòng, ném cả đồ đạc sinh hoạt của mẹ con mình con ạ. Mẹ hỏi họ tại sao lại làm thế? Họ trả lời, họ chỉ biết làm theo lời của ông Quốc thôi con. Mà ông Quốc là ai vậy con? Tôi tức tím ruột, nhưng bây giờ tôi làm sao mà đối chối được với lũ người đầu trâu mặt ngựa này. Tôi đành thu xếp hành lý đưa mẹ tôi đi tìm phòng trọ. Mẹ con tôi thuê một gian phòng nhỏ, cách công ty mẹ nuôi tôi chừng 2 cây số. Mẹ tôi sắm cho mình một đôi quang gánh. Mẹ hành nghề bán rau rong trên vỉa hè thành phố mưu sinh. Tôi xin vào làm cho một công ty may mặc gần phòng trọ. Một hôm tôi đi làm bỗng nhìn thấy ông Quốc đi trên một chiếc siêu xe. Ông nhìn thấy tôi vẫy tay. Ê con nhỏ, sao mấy hôm nay không về thắp nhang cho mẹ nuôi? Tôi không trả lời ông, phóng xe ngược chiều xuôi về hướng công ty nơi tôi đang làm việc. Từ ngày mẹ con tôi thuê phòng, Thế Hải tối nào sau giờ làm việc anh cũng lui tới. Một hôm tôi buột miệng nói với anh. Anh à, trước khi mẹ nuôi em qua đời có để lại cho em bản di chúc. Vậy trong di chúc mẹ có dặn gì em không? Mẹ chỉ nói số di sản của mẹ để lại mẹ tặng cho em. Thế sao em để lão Quốc cướp mất? Nếu vậy anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Không được đâu anh, em muốn mẹ ra đi được thanh thản. Mỗi khi nhắc tới tài sản của mẹ, em lại nghĩ đến mẹ. Em không muốn ông Quốc đem mẹ ra mà oán trách mỉa mai. Tờ di chúc em còn giữ chứ? Dạ còn, em đã lên phường xin dấu xác nhận quyền thừa kế rồi ạ. Nếu em làm sai di nguyện của mẹ, tức là em đã đi ngược lại kỳ vọng của mẹ. Anh sẽ kiện ông Quốc ra tòa, buộc ông ta phải trả lại quyền lợi cho em. Em đừng can anh, em có quyền được thừa hưởng di sản của mẹ mà. Anh Hải không nghe lời tôi, tự tay anh biên một lá đơn gửi lên chính quyền phường sở tại. Anh ép tôi ký vào lá đơn. Bị anh ép mãi tôi đành miễn cưỡng. Thôi thì cứ mặc kệ anh vậy. Sau khi lá đơn được đưa lên chính quyền phường, chính quyền mời ông Quốc lên tự làm một biên bản trình bày nguồn gốc tài sản của mẹ tôi để lại. Trong biên bản ông ta ghi số tài sản mẹ để lại trong đó có 2/3 cổ phần là của ông ta. Sau khi mẹ qua đời vì quá đột ngột, không để lại di chúc cho ông ta. Nhưng hiện tại ông là người thân duy nhất của mẹ, nên ông có quyền hưởng thừa kế phần di sản còn để lại của mẹ. Chính quyền phường bắt tay vào điều tra nguồn gốc tài sản và có mời tôi lên. Khi gặp cán bộ phường Thế Hải đi cùng tôi đưa bản di chúc của mẹ đã ký ra để cán bộ xem xét. Vị cán bộ đó nói với tôi, tuy trong tay cô cầm bản di chúc, nhưng chúng tôi còn phải xác nhận xem có đúng chữ ký trong di chúc là chữ ký của chủ tài sản hay không đã. Vì chủ tài sản là một giám đốc, nên mọi giấy tờ hợp đồng công việc có liên quan đến chính quyền, chúng tôi vẫn còn lưu giữ. Bây giờ cô cứ về đi, có gì chúng tôi gọi cho cô sau. Tôi về tiếp tục với công việc ở công ty, mẹ tôi vẫn quang gánh hàng ngày mưu sinh, dọc vỉa hè thành phố.
Cuộc sống tuy không khá giả gì nhưng bù lại có mẹ có con rất tự do thoải mái. Tới một buổi sáng trên đường đi làm, bỗng một chiếc xe con mang biển số tỉnh lẻ chạy với tốc độ rất nhanh, ép tôi vào lề đường. Tôi hốt hoảng đánh lái, ý lách lên vỉa hè để tránh chiếc ô tô đang lao với tốc độ cao vào thẳng xe tôi. Nhưng đã không may mắn cho tôi, bánh trước chiếc xe gắn máy của tôi bị kẹt ngay vào gờ thoát nước đường phố, tôi ngã xuống. Thế là chiếc xe con cỡi hẳn lên chiếc xe gắn máy của tôi. Tôi bị hất ra 5-6 mét, tôi nằm bất tỉnh. Chiếc xe gây tai nạn xong rú ga biến mất. Sau 15 phút tôi được người qua đường gọi xe cứu thương, đưa tôi vào bệnh viện. Tôi được đưa vào bệnh viện thành phố, nhưng may mắn cho tôi, vết thương chỉ bị ở phần mềm, sau một cú va chạm quá mạnh làm tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại, đã thấy anh Hải và mẹ tôi đã có mặt. Mọi người rất lo cho tôi, mẹ cầm tay tôi nắn đi nắn lại. Khổ thân con gái tôi, cả đời mẹ con tôi ăn ở có bạc ác với ai đâu, mà vận may chẳng thấy, chỉ có đen đủi rủi ro bám theo mãi. Thế Hải ân cần hỏi tôi, em có còn nhớ biển xe đã gây tai nạn không? Trước lúc xảy ra tai nạn, tôi chỉ loáng thoáng nhìn thấy chiếc xe mang biển của một tỉnh lẻ, còn số xe tôi không còn nhớ nữa. Thế Hải nghi ngờ, anh hỏi tôi ngay, em có biết quê ông Quốc ở đâu không? Quê ông ta ở... Hiện tại gia đình ông ấy vẫn còn sinh sống ở quê. Vậy khi mẹ nuôi còn sống, ông Quốc có hay lui tới công ty không? Cả chục năm trời sống bên cạnh mẹ nuôi, em mới gặp ông ấy một lần. Thế tất cả lời khai báo trong bản tường trình mà ông ta gửi trên phường là sai với sự thật? Dạ. Thế Hải ngồi lặng, hình như anh đang nghiền ngẫm sự đời. Anh đưa tay xém lại chiếc gối trên đầu cho tôi ngay ngắn rồi nhỏ nhẹ. Tại sao ở đời những kẻ lèo mép cứ há miệng ra là nói đạo đức, lại luôn là kẻ vi phạm đạo đức nhỉ? Tất nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng đa số là thế. Mẹ tôi thở dài. Ở hiền mà có thấy gặp lành đâu cháu. Suốt đời toàn gặp việc ngang trái. Đói thì làm lấy mà ăn. Sướng khổ tùy thuộc vào sức khỏe và năng lực. Nhưng oan ức thì không chịu nổi. Nói vậy chứ. Những người yếu thế như mẹ con bác, lấy khả năng đâu mà thanh minh. Lấy ai giúp mình làm sáng tỏ được mọi việc. Anh Thế Hải vỗ về mẹ. Bác à, việc đâu sẽ vào đó. Kẻ ác tâm rồi sẽ bị pháp luật trừng trị thôi bác. Lưới trời lồng lộng làm sao mà trốn tránh được. Thế Hải quay lại phía tôi. Chiếc xe gây tai nạn, mang mã vùng quê sở tại của ông Quốc đang sinh sống. Vậy đã có cơ sở để cảnh sát điều tra. Tuy chỉ bị thương ở phần mềm, nhưng cả thân tôi còn đau nhức, tinh thần mệt mỏi, không thể tiếp chuyện nhiều với Thế Hải được. Anh hiểu ý, lui ra hàng ghế ngoài hành lang, để tôi được yên tĩnh. Trong phòng chỉ còn mẹ tôi. Mẹ lặng lẽ như một cái bóng. Hết lấy nước cho tôi, lại đi gom đồ đi giặt. Tôi biết vụ tai nạn này tất do bàn tay của ông Quốc. Vì lúc này duy nhất chỉ mình tôi là người trong tay còn cầm bản di chúc của mẹ nuôi tôi. Nhất hay chữ nhì giữ ăn, và ông Quốc đã đạt được cái thứ nhì tới đỉnh điểm. Tôi ở viện đến ngày thứ ba thì cảnh sát tới. Họ hỏi tôi chi tiết về vụ tai nạn. Tôi trình bày rõ ràng và trung thực để cảnh sát điều tra. Tôi ở viện sang ngày thứ sáu, tuy vết thương vẫn chưa lành hẳn, nhưng tôi xin bác sĩ cho tôi được xuất viện điều trị tại nhà. Tôi nằm nhà dưỡng bệnh được ít hôm, thì nhận được giấy mời của Ủy ban Nhân dân phường, hẹn cuộc họp vào sáng hôm sau. Nội dung viết trong giấy mời, cuộc họp liên quan đến việc di sản của mẹ nuôi tôi. Sáng hôm sau, tôi đến phường đúng giờ theo giấy mời. Tôi thấy ông Quốc đã có mặt tại phường. Đến giờ cuộc họp được triển khai, các ban ngành có mặt đầy đủ. Ông chủ tịch phường, công an, cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp. Ông chủ tịch cho biết nội dung cuộc họp mang tính chất hòa giải giữa ông Quốc và tôi về di sản của mẹ tôi. Ông đưa ra những xác minh của cán bộ cơ sở về nguồn gốc tài sản và bản kê khai của ông Quốc hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nghĩa là bản kê khai di sản của ông Quốc về di sản của mẹ nuôi tôi để lại, ông đã tự nhận là của ông ta 2/3 cổ phần trong đó, không đúng sự thực. Riêng về bản di chúc của mẹ mà tôi đang giữ đã được Ủy ban Nhân dân phường ký xác nhận.
Nhưng do lời tường trình của ông Quốc có phần không khớp nhau nên cán bộ cần phải xác minh lại một lần nữa, và kết quả chữ ký và dấu vân tay trong bản di chúc chính xác là của mẹ nuôi. Nghe đến đây, ông Quốc cúi gằm, mắt lén nhìn tôi vẻ tức giận lắm. Nhưng trước mặt chính quyền, ông không đưa ra được giấy tờ hay lý lẽ hợp lệ nào liên quan đến di sản của mẹ. Ông ta đành ký vào biên bản giao lại số tài sản mẹ nuôi đã tặng cho tôi như đã ghi sẵn trong di chúc. Ngay sau đó, ông Quốc cũng được cảnh sát gọi lên. Qua điều tra, các đồng chí đã kết luận chiếc xe gây tai nạn cho tôi mang biển số XX do ông Quốc thuê ở quê, và ông đã nhờ một tay giang hồ lái nhằm hại tôi để giết người diệt khẩu, mục đích chiếm hữu số tài sản mẹ nuôi để lại nhẹ nhàng nhất. Ngay sau đó, ông Quốc bị bắt giam để điều tra thêm vụ việc. Tôi được chính quyền bàn giao số tài sản của mẹ nuôi để lại. Tôi mời anh Thế Hải cùng về điều hành công ty giúp tôi. Anh em công nhân trong công ty đón tôi trở về vui như mở hội. Tôi sánh vai cùng Thế Hải bước trên xe xuống, vẫy tay chào mọi người. Trong giữa rừng người, rừng hoa cùng với tiếng tung hô Linh Lan, Linh Lan, tôi mỉm cười trong hạnh phúc vô bờ. Lòng cảm ơn đến các anh chị em công nhân đã góp sức cùng mẹ nuôi tôi xây dựng nên một công ty vững mạnh như ngày hôm nay. Mấy hôm sau, bà tôi mãn hạn tù, ông được hoàn lương về hòa nhập cộng đồng. Thế Hải đưa tôi lên trại giam đón ba. Tôi ngỏ lời mời ba về ở chung với mẹ con tôi. Ba niềm nở nhận lời. Đám cưới của tôi cùng Thế Hải được tổ chức sau đó. Tôi tràn ngập trong niềm hạnh phúc lứa đôi. Nhưng điều hạnh phúc nhất của đời tôi là được phụng dưỡng ba mẹ cho đến khi ba mẹ trăm tuổi. Câu chuyện hạnh phúc của người bất hạnh đến đây đã kết thúc. Đời tôi bước sang một trang mới. Nhân đây tôi cũng xin gửi đến quý bạn đọc một thông điệp. Mọi chúng ta nên tin vào điều nhân quả. Ở hiền gặp lành là chân lý của cuộc sống, là kim chỉ nam để hướng tới chân thiện mỹ. Xin chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và ý nghĩa có tên Cay nghiệt mẹ kế của tác giả Lê Duy. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.